Xin chào các bạn nhé. Mình giới thiệu với các bạn đây là một loại giống tre trồng để lấy măng. Người ta thường gọi là cây măng lục trúc. Thì đây là cây giống của nó. Thì cây giống này thì được chiết cành về. Hiện tại là bên mình trồng vào mùa đông nên là chỉ có trồng chiết cành như thế này là hợp lý nhất. Mình không thể nào là bứng gốc của nó ra trồng được. Tại vì bứng gốc thì mình chỉ trồng vào tháng riêng tháng 2 thôi. Còn mùa này thì mình phải trồng cây chiết cành. Và các bầu này thì bên mình đặt về các bạn nhé. Bên mình đặt ở ngoài miền Bắc về. Có một bầu như thế này là 120.000. Thì bên mình trồng 1 hecta thì hết tầm khoảng 80 triệu tiền giống. Thì bên mình phải đặt ở miền Bắc về. Loại này ở Việt Nam ấy thì đã còn ít người trồng và ít người biết đến. Tên của nó là tên giống măng lục trúc. Và giống của nó ấy, thì mình mua hết 120.000 một bầu này rồi. Khi mà chúng ta thu hoạch cả vỏ ấy thì mình cân lên thì người ta thu mua tầm khoảng 40.000 đến 60.000 một kg. Còn nếu mà chúng ta bóc vỏ ra rồi thì chúng ta lấy cái măng đó chúng ta bán thì người ta thu tầm khoảng 80.000 đến 120.000 một kg. Loại tre này thì chúng ta trồng lấy măng thì chúng ta có thể là ăn sống được cả nhà nhá. Nó rất là ngọt. Và bên mình nó còn trồng ở đây là 1 hecta, trồng thí điểm tại vùng Nghệ An. Hiện tại là Nghệ An là mình trồng đầu tiên nhất các bạn nhá. Mình sẽ thí điểm cho các bạn 1 hecta ở bên này cho tất cả các bạn xem. Và hôm sau mình sẽ quay video để review cho các bạn xem nhá. Đây này. Cái tre này là bên mình bỏ lên đây để chuẩn bị đi trồng rồi các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.